Xin chào tất cả các bạn đến với series Minecraft sinh tồn tập thứ 35. Ok, thì tập trước là mình đã chui xuống giữa đất thì mình trốn rồi các bạn. Mà công nhận về điều là chui này mình gợi với cái kiểu thơ mình, lúc mình mới chơi Minecraft đã trưởng ra, cũng như là mấy bạn chơi Minecraft mới chơi Minecraft thôi thấy zombie sợ quá chui đất đấy. Cái chui đấy như mình gợi ký ức của mình mới chơi quá. Đó. Hồi đêm cần chưa biết cách chế tạo đồ cơ. Ok. Nào than, nốt than nữa đây. Đấy. Nào than luôn. Không biết bây giờ buổi sáng hay đêm đây. Đang sợ bây giờ mà buổi đêm thì thôi. Bỏ xì ke nó lại tấm cổ mình đi nữa. Ok. Thì tập này mình sẽ tự tìm một hang của mình đi mai nha. Là đồ của mình này đầy rồi, nếu không chưa tìm được một cái song hông để mình vào mình làm cái cổng bí em và mình lấy cái smoker đấy. Ok, gặp lại không bị ngã là chết bò đấy. Hiện tại là trời sáng rồi nha. Ây cha, ngủ cho nóng đất mấy đêm rồi. Hiện tại là mình sẽ lên đây mình tìm cái thang mới. Thích thử luôn. Có ngay thì chín ăn. Thôi chắc mình phải lên một cái mặt chế tạo ra các bạn. Mình làm cái khối than. Khối than. Đây. Cho hết bọn nó thì giảm khối. Cảm ơn các bạn. Lên trắng không biết đi. Lên đâu thế. Hiện tại là đá cũng vứt. Vứt đấy, vứt một khối đi bởi vì là đá đâu chẳng có. Giờ mình vào mình chế tạo mấy cái cúp sắt đi. Đồ nó cũ thì bỏ hết. Bỏ hết. Đồ cũ thì bỏ hết. Làm gì chưa? Gì cúp mà. Gì cúp. Ok. Để lại. Đây. Làm cái gì mới. Làm cái sẻ nữa. Làm cho đồ người đồ mới hết đi. Này nó vào. Đấy là xong. Bây giờ mình sẽ không có lên núi. Lên núi không cần báo trước rồi. Không có sức tiết của việc làm nữa, khá nhiều tiết rồi. Thế tới vào đội người đừng có tìm cái lâu đài thôi. Không biết cả đội lâu đài ở đâu à. Có mong mình có hạ đi mai. Đi mai. Ê cha. Ui. Trời ơi. Bước đường thế nào. Bớt lửa sớm thôi mình. Cũng ngon lên một cái hang này. Nhưng không biết đi hang sâu hang cụt cơ. Giờ là hang cụt cơ thất vọng luôn. Đấy cả trưởng là mình ra rẻ mày. Thử đi nha. Thử đi đi. Loa tôi rẻ hết rồi. Ok. Nhưng máy tính thì loa rẻ quá. Mình edit video cũng chủ yếu là toàn dùng điện thoại thôi. Máy tính thì lúc nào quay vlog thì mình edit. Tại vì là điện thoại có phần mềm mà. Mình quay game phần mềm edit luôn điện thoại. Hơi đâu mà lên copy là máy tính. Chỉ khi quay vlog mình dùng lại khác là mình copy là máy tính được. Máy tính những giờ chuyển cả edit video với cả văn bản chơi mới được game nhẹ nhẹ chứ bây giờ mọi người không gánh nổi. Bây giờ Minecraft chơi lát này. Ok, xem nào, mình dùng sâu hơn xem có gì không nhé. Có vẻ là tập này là mình gặp được hang sâu này. Đấy, tập này là nhân phẩm tốt.
Đi được trước nhưng phải kém quá. Đào dưới mà nghèo nàn ghê. Không lấy nổi một quặng redstone. Mà có thì ít. Gần như không lấy nổi một quặng redstone luôn. Nó chán. Ôi. Sắp tới lại vào lại đào mảnh đá cổ đại tiếp. Lên mày vay mày nhé, các bạn mình dùng giường nhé. Dùng giường như với điều kiện là phải có một cái giáp chống nổ. Đấy. Trước có giáp chống nổ nhưng mà học nhanh quá. Trời ơi. Thấy, mình cứ thấy than là nào thôi. Không có biết là đầy hay là không đầy. Cứ thấy than là bạc. Đấy thôi. Hiện tại là những người có rất nhiều quặng chứng tỏ là cái hang này là giàu tài nguyên này. Giàu tài nguyên khoáng sản. Chứ không như cái hang trước mình gặp. Tài nguyên khoáng sản nghèo nàn. Không chán. Để phải đi. Quãng đứng là dài, may ra mình thấy than. Chứ tỏ lại toàn sắc không. Ok, thế nào. Trời ơi, hang này có vẻ sâu này. Đấy, mình còn thấy cả đáy của nó cơ mà. Thôi, cẩn thận vào mẹ chưa không chỉ cần sẻ chân. Cái đấy mà thôi, xác định luôn là đai. Chết không nhỉ, chết không tìm chắc luôn ý. Ok. Hiện tại trong túi đồ của mình kiếm là mạnh nhất. Tại vì kiếm của mình là kiếm địa ngục. Không nhận được sát thương nó cao rồi. Thế mình là chơi luôn thì với cái nhiều kim cương mình chế tạo mình chơi luôn một cái bộ giáp địa ngục luôn. Nó còn có ở chỗ mật lùi. Đấy, rất thích hợp cho những ông nào mà dân PvP. Đấy, nhưng mà mình đây mình chơi một mình nên không có ai cả. Trên làm giáp địa ngục chủ yếu là để trang trí cho sang hoặc là đẹp hơn. Úi giời, đừng nói có con Sika này nha, có rồi mình chết ạ. Úi giời ơi, xuống tầng này mình thấy có vẻ chưa sâu đâu. Than được quá, để mình lấy cúc kim cương. Đấy, cúc kim cương đào than đào nhanh. Còn đây là về làm phố than luôn. Sắp tới mình học trên YouTube là máy farm thôi. Chứ máy farm thực sự là mình cũng chưa bao giờ làm. Để lần này mình lên YouTube mình tham khảo. Máy farm thì mình chưa lần này mình một lần mình làm ấy. Chưa nó sắt nhỉ. Sắt nhỉ, hơi bị sắt nhiều lắm rồi. Không biết trong nhà thế này không, chứ làm cái đe. Nhìn ngó lên trời mà không ngó xuống này. Xác định luôn là đai nghe. Ui cha, lại hai cụt à. Ở đây còn nữa. Còn hai cụt. Ui. Cái hang rộng ghê đấy các bạn. Đấy, hang cực kỳ rộng luôn ý. Trước cầm hang hẹp, lại nay chưa. Trời nghe, kiểu là trời nghe cái lời than thở của mình sao mà cho mình cả hang rộng luôn, giàu tài nguyên khoáng sản cực kỳ luôn đấy bạn. Nãy giờ toàn là sắt là than. Mình xuống tầng sâu hơn có khi có kim cương ấy, để mình xuống thử xem. Có vẻ như là trời đã nghe cái tâm tư ý nguyện của mình. Đây ra. Đây à. Sao không quá. Mình đấm rồi này. Mình chết quá. Mấy cái hang rộng này có một nhược điểm mà rất là tốn đuốc. Bởi vì là xung quanh là tối tăm mà, nên mình phải đặt đuốc thôi. Đây. Nghe hang rộng thì mình tốn đuốc cũng chưa. Chết cha. Lại ở dưới này cơ, dưới này không có kim cương không. À đây kia. Vừa ngó phát ra có thấy vào kìa. Xuống kia chắc có kim cương ấy. Thôi. Để mình đào nốt trên này á. Tí mới tính tiếp xuống kia. Để mình vô đồ á.
Ước gì có cái rừng snooker thì tốt quá. Mình có 5 cây làm nung. Mình nung sắt nha. Nung sắt. Đây. Có iron. Đây là cái bàn chế tạo đó. Đây, mình sẽ tạo thêm mấy cái làm nung thôi. Làm nung thôi nhỉ. Mất lò nung cũng không tiếc đâu, bởi vì lò nung mình lúc nào cũng chế tạo được mà. Đấy. Một vài cái nữa để mình có thể nung sắt. Tí tập hợp lại được. Đằng nhanh nữa chưa? Khá là nhanh. Mình em tra lại hiệu suất 2 mà. À không, hiệu suất 1 thôi mà. Hiệu suất 2. Để một cái bàn nhanh hơn tí. Ok, cũng xong rồi. Và lại mình dùng cúp sắt này đánh. Đúng thật luôn. Như kiểu là mình dùng một cái điện thoại có hình mạnh, xong rồi là mình quay về một cái điện thoại có hình yếu các bạn. Có hình yếu hơn đấy. Giống như là mình luôn dùng cúp kim cương mà đi đổ sang dùng cúp sắt thì thấy rõ hơn, rõ sự khác biệt các bạn. Ok. Ở đây tiếp nhà xem nào, nung tiếp, nung cái gì nhỉ, đây cho than, đây nhét than vào đây, còn cái thứ bên cùng thì vứt ở đây mình làm sao thấy quặng là đào thôi, này là đào chúng đã ra rồi này. Xà bò mẹ luôn. Cho mình tạo nó phải kỳ đúng luôn. Ok, thôi mình vứt ra đá cuộn nha. Bốn cái kính lượng đá vứt hết. Còn hết, 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 hết. Lấy sẻ cho kia mình đào này. Mình sẽ lấy sẻ cho mình đào này. Lấy sẻ cho mình đào. Đào sỏi nha. Phá dỡ sỏi ra đấy ạ. Đấy. Ui mẹ ơi, mẹ dầu có lava thành luôn ấy. Các bạn sắt này, mình lên nung cắt. Đây, mình lên mua sắt. Sắt này nhỉ? Nung. Mình sẽ lấy đá cuộn mình xây đường nha. Mình xây đường không phải mẹ trượt chân. Phải phải có hố lava à thôi. Con đi chết không nhặt được xác vì xác phải cháy rụi rồi sao nhặt được. Ok, các chị vừa ngó hay là có kim cương luôn. Sát nhà đây tưởng nó không rơi hết xuống chứ. Đấy, xây cầu đi qua. À, vừa ngó các chị thấy kim cương đôi đá rồi nhỉ. Cái lắp cái chỗ này lại để khỏi phải sân. Cái này có cái ke bắn cái này cứng lắm ấy. Đấy sao. Ui. À con bi cầm trứng được à. Đây. Thôi để yên. Không lấy cái này bắn còn chết. Các cả trường. Đây. Đứng cái bắn đây rồi. Thế sợ. Bắn hai cú hết sòng luôn. Nào hay nào. Không có đường đâu. Thôi lên xem sắp lên thăm khi xong chưa để mình còn mang vốn. Vừa ngó phát thấy kim cương quanh đây. Xem là không có đâu rồi. Đây là ông ngủ mất rồi à. Đây. Cái kim cương đâu. Đây là ông đi ngủ rồi. Hai này mình thấy cái cảnh đầu tay như khó sản lắm rồi. Kim cương đâu. Đâu, kim cương đâu. Kim cương không thấy mà sao quan sát với cả. Thế này. Đi
Tí chết. Không nào. Kim cương thì dạo này cũng thích chơi cái trò đấy, nó được em ấy nhỉ. Em nó đi đâu nhỉ? Thôi tí tí sao tí tí sao. Tí tí sao tí tí sao tí tí sao. Rồi ngoi lên nữa. Đây, có đường đi. Mình làm được đường này lên. Đấy, mình làm một con đường này mình nó đi. Đây, đây. Hôm nay về có một cái đường đi. Nào, ok, ok. Đây, lấy hết luôn. Đã trực chưa có. Đây, cho than này thành một khối đi. Đấy, cho than một khối. Pip, pip, pip. Cho than này một khối. Đây, lấy hết là luôn. Lấy hết là luôn đi. Xong rồi. Đây. Đó là được 17 khối sắt luôn, ok phết nhỉ. Thôi có này mình làm mấy cái đuốc đi. Chết cha, làm mấy cái đuốc. Đây là mình làm mấy cái stick. Stick kia làm đuốc. Còn 29 stick thì thôi tiết kiệm đi. Sắt mình sẽ vứt đi. Đây, chết rồi. Ơ à, chết ba. Vứt cái gì? Thật luôn ra thật luôn ra. Cái này mình cũng thả đi. Thật trưởng tự nhiên nãy vứt cúp đi không biết đào cái gì ấy trời. Không. Đứng tiếp. Muốn đào cái vứt thì phải cần mấy chục cúp. Đấy. Mình tính như nào. Bây giờ là mẹ còn có 29 stick à. Thì mình sẽ làm một cái đuốc nhá. Đấy, đào một khối than đủ làm một cái đuốc. Bởi vì còn một stick thì lẻ quá. Đuốc rất là nhiều. Đấy. Xem nào, nhanh nhanh nhanh. Nhanh lên, lung nhanh lên. Không có cái smoke tôi cũng khổ. Mình sợ không đủ lắm, hay là mình cũng dừng tạm dừng bên đây, mình quay lên trên mình đào lại đào tiếp nhỉ, quay lên trên mình là gỗ nhỉ. Ai quên mất, chắc mình phải lên một cái tầng cao hơn tí, mình lên này lấy gỗ lại, nhưng mà có mong không có zombie nhá, hay không có zombie gì kè nhá các bạn, thấy thì mình sợ quá. Ok xong rồi. Okay. Đào cho nó học lưu xong. Đá cuội thì thoải mái, đá cuội đâu cũng có các bạn. Có khi mình đào thẳng xuống cũng có. Chắc cho đường lên này. Thì mình sẽ nhào ngược lên nha. Ok. Hiện tại ở trên bây giờ là buổi đêm nha các bạn. Đây mình sẽ lấy thẳng lên nha. Đây mở đường ngay. Hiện tại trên bây giờ là đang chuyển về tối, về trời tối nha. Đấy, quanh đấy cũng là nhiều cây. Phải làm nhanh, chứ không để zombie ra chỗ này. Ok. Khi hai người phải núi nha. Mình sẽ vào mình chặt cây nhanh thôi. Chặt nhanh về. Chứ không bị zombie nó cho mình ra bã. Nhanh 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 nhanh. Mình anh chăm phúc cơ cả nha. Đó nhanh nhanh nhanh. Đây. Để sau lưng nha. Đây không chỉ một hang, rất nhiều hang nữa. Không chỉ hang củi. Ủa không phải trời tối mà là trời sáng ạ. Ui mẹ ơi. Nãy giờ tưởng trời tối chứ. Để lên đây lấy xuống nước đây. Đây. Lấy xuống múc mơ một lần nữa. Đây không chỉ một hang, rất nhiều hang nữa. Thôi chơi này. Trước mình edit video mà. Cái gì hiện tại, ui rồi một cái hết mấy giờ chơi đi các bạn. Đây, cái gì bị xuống lại nha.
Ở đây mà nhảy đây chắc chết luôn quá. Xem nào. Ây da, hai tim. Ui dồi ôi, ba tim luôn, đau quá. Ui. Thử sơi hố chứ. Cả hồn. Chắc sai được không? Lạc được không? Lạc được không? Mẹ, rơi lên tưởng rồi. Sơi hố thôi ạ. Quá. Xem nào, xem nào, xem nào. Cái đường ấy nghe không 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 khổ nhá, mình hay quay đường lắm. Trời ơi, chết rồi, cái đường này dở rồi. Trời ơi, mẹ ơi, quay đường này dở rồi. Trời ơi, không quay đường luôn rồi các bạn ơi. Mày đi đâu ra một cái đường, con bà nó quay đường này. Đây. Nhưng mà còn này rơi nó cứ chết không nhỉ. Úi trời ơi. 2 tim rưỡi, thế giờ 2 tim rưỡi. Thôi nhảy xuống ngay nhanh. Nhảy hết xuống ngay. Thì như ngựa chạy ra luôn. Đấy, đây là có gỗ nha. Yên tâm rồi. 15 gỗ. Đào vàng ơi. Game đào vàng. Mà quên mang cái quên lẻ đá cuội các bạn, quên lẻ đá cuội, chết con mẹ rồi. Đá cuội, 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 đá cuội. Lấy cái này nha. Úp úp vào. Không. Lấy. Lấy xong rồi. Úp sổ thôi mà. Đây. Lấy xuống nước. Lấy xuống nước nha. Chắc mình cũng sẽ làm cái động để mình đuôi vào đó. Có đâu đá tốt không có thôi. Xong rồi. Hơi đâu bây giờ mà mình đào khoảng đi vực nữa. Đã hiếm rồi xong rồi lại thôi. Đây. Vâng, thưa các bạn, kim cương không có nha. Những các bạn kim cương có thì kê. Bây giờ đó có kim cương tê thì mình làm. Mình nhổ không khác. Mình cung cái quặng này lên. Không kim cương đâu. Không có không có. Ui, tưởng ngã chứ. Ui, nó nhẹ nhờ. Cái này gần lũ như này. Chỉ kiếm kim cương thôi. Ơ ui, 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 mẹ mấy. Kim cương kìa các bạn ơi. Mày mua ra không chơi kim cương dartmod nữa à? Đấy kim cương đó các bạn. Mấy cục không? Một cục. Một cục kim cương đó. Mấy nhìn ở hai cục đó. Đây, mình sẽ đào xung quanh nha. Đào kim cương một cục kim cương. Ê. Đào kim cương một cục kim cương. Một cục thôi à? Mẹ, cái dòng lũ này nó cứ cuốn mình đi. Thế nào? Đây, một cục rồi. Rồi còn mình có 4 cục kim cương nha. 4 cục kim cương, 4 cục ngọc bảo, ok. Được 1 cục kim cương. Đỡ hơn cái hang kia này. Mình chẳng kìm cục ngọc. Rồi ta. Cốc
xin đây. Như thế này. Nó rơi hàng đống. Nó cứ mỏ thì rất nhiều kim cương luôn. 3.7 giờ cái hang của nó thì cái rộng đấy các bạn. Nhưng đồng nghĩa việc là mình phải tốn nhiều đuốc hơn. Nhét ở đây. Ui giời ơi. Ui. Mẹ tôi thui nhìn gì. Ôi trời. Tôi thui nhìn trời. Tí mình sẽ làm kim cương luôn. Là mấy cục cơ. Rồi mình sẽ cắm auto để đào nó đó. Để đợi bỏ tay. Lúc nào có lava thì sẽ đắp đi. Thì mình cũng nói cho các bạn mình sẽ biết lão cứ click luôn cái phần mềm mà gọi là nên cũng các bạn làm mà lười chơi game mà thích có tu ấy, nhưng các bạn phải biết cách cơ thì các bạn mới có thể dùng được. Chứ như các bạn nào mà không biết cách thì cũng sẽ không dùng được đâu. Chúng mình sẽ chỉ dùng ui bô ra xuống các mẹ thôi. Mẹ này đánh lén mình các bạn. Tí nữa dậy mình hồ lá ba. Chó này. Ôi lại thắng rồi con. Ui thôi chuyện được các bạn. Rồi mai phục mình rồi. Ui. Ui chết rồi. Đào nhanh lên, nhìn chung bên kia nữa. Không phải nó dẩy cho nó làm chết. Ngu thì mẹ đi đủ mất. Cái này lại phải là ra. Đây phải là đâu. Nhâm này nhiều bạn trong một cái group cho thuê bạn nhiều bạn trong cái group mà Minecraft ấy bảo là con kỳ nhâm rất hiếm luôn. Ngu tốt ngu đi chui độc giọng ôi ngu chết con ơi. Có vẻ là kim cương ở đây không dễ tìm lắm đâu. Ô, có cả emerald này. Có cái kim cương. Cái emerald giống kim cương ấy. Mình gặp trường hợp mấy lần đấy rồi. Hàng như đây có thể rộng luôn. Ui. Ra ra. Mình sẽ tìm một cái chỗ mà mình để mình đào kim cương nha. Đấy, bên điện thể là mình cũng đào được lên luôn. Để bây giờ mình không nhớ được ra. Ui.
xem nào mọi chị nhân chơi ta rồi mấy cái gặp phải một con chị nhân ngu dốt cực kỳ cũng chưa đâu mà rộng không phải chị nhân cái gì vậy cái gì vậy đây mình sẽ lên một chỗ đi mai ở chỗ này nhé chỗ này sẽ là chỗ đi mai của mình mời các bạn xem làm cho hết chỗ lava đó không xong rồi không biết giờ kết thúc video chưa nhỉ mình sẽ dành 5 phút để thử cái vận may mình nhé xem là hang này nó có vào tài nguyên không ok bây giờ sẽ bắt đầu nha nhầm chỗ rồi bên này là này chỗ nhiều là vai thôi né ra nhé đấy đào rộng một tí đấy, đào này ui nhược điểm của cái hang này là vai nhiều vãi chưởng đi cả này mà mình chui xuống này chắc chết thôi lava thế lại nữa chỗ đó có thể không có không nên mà có kim cương luôn nhân phẩm mình nữa hả bạn đùa tôi à muốn xui ra và mình một cái thôi đổ nước đi okay. Lên cái này là xong ok hãy thử 5 phút vận may mình nha xem là có không cắm chốt luôn chỗ này là chỗ đào kim cương mình chút là mình sẽ để ba lần nùm ở đây là sao lên lấy viên đá đốt luôn đốt xong nghe chỗ này nhiều cái thứ vô dụng ghê ấy rất mệt luôn vớt luôn vớt hết vàng luôn vàng này lại đâu không thấy dưới hàng mình tìm một tí thấy vàng luôn okay. vớt thả xong bây giờ này chiều gì đây chỗ là một chỗ này là 18 hai chỗ này là 9 trên là 18 không dưới dưới này mỗi chỗ thằng này là 9 bắt đầu thôi đại trưởng có một đường cái này cái hang này trước mình đào nè mình cũng không nhớ cái hang này mình đào bao giờ luôn đấy các bạn hang này đào ra bao giờ ấy, trời chết mẹ rồi thấy từng được cái hang này không nhớ mình đào ra bao giờ đấy các bạn ôi tiếp tục điều kỳ lạ ghê chắc mình chẳng ăn tu quá hiện tại là 4 phút rồi một phút nữa thử vận may xem sẽ như thế này
Ôi giời ơi, vừa thử chưa được một chút đã mẹ đã ra ra, mệt lắm. Đào thông cả một cái hang mà trước mình đào ấy các bạn, tức là chứng tỏ là hang này vào rồi. Đấy, nhưng mà hình như là vào được khác, vào được được khác nữa. Ui kim cương, kim cương, kim cương, kim cương, kim cương kìa, kim cương kìa. Đó, kim cương. Ui kim cương, kim cương, kim cương. Hai viên luôn. Nhưng mà cái lượng đi nhiều lava quá. Ui mẹ, xui nó. Thử vẫn may mình cũng nhân phẩm tốt ghê. Sư này nó lại cho bố này là vô không. Đây lắp cái gì lắp trường mẹ cái kim cương đào đào đéo yên mẹ. Ui mẹ. Ok thôi đánh móc lốp thôi. Mình sẽ cho móc lốp thôi. Đây có phải không tiếp tục, không thể nào mà tiếp tục đào được đâu. Ui. Ê. Ui. Ra nhiều vãi con mẹ mấy viên không? 5 viên rồi tưởng bị đốt chứ. Ừ. Là vào ấy trưởng. Ui. Ui, bị đốt chứ. Ok, xong rồi. Mình cũng xin kết thúc video ở đây thôi. Cảm ơn các bạn xem video của mình nhé. Cảm ơn các bạn, bye bye. Mình đào đánh dấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.